Bạn đang cảm thấy bế tắc trong hành trình tâm linh của mình. Bạn có cảm thấy mình chưa phát huy hết khả năng của mình không? Bạn có cảm thấy như bạn không thể nhìn thấy bức tranh lớn hơn? Chà, có thể là con mắt thứ ba của bạn đã đóng. Nếu bạn đã quen thuộc với khái niệm luân xa, bạn sẽ biết rằng chúng là trung tâm năng lượng trong cơ thể chúng ta. Con mắt thứ ba hay luân xa thứ sáu là con mắt nằm giữa hai lông mày và có liên quan đến trực giác, trí tưởng tượng. Và vâng, khả năng nhìn thấy bức tranh lớn hơn. Có nhiều lý do tại sao con mắt thứ ba của bạn có thể bị đóng lại. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá 11 lý do phổ biến nhất và cung cấp cho bạn một số mẹo về cách mở nó ra và khai thác tiềm năng tâm linh của bạn. Con mắt thứ ba là gì? Con mắt thứ ba là một khái niệm tâm linh và siêu hình đề cập đến một con mắt vô hình giả định. Nó được cho là cung cấp khả năng nhìn xa hơn những gì hữu hình. Trong các truyền thống văn hóa và tâm linh khác nhau, con mắt thứ ba gắn liền với trực giác, tầm nhìn bên trong, cái nhìn sâu sắc về tâm linh, khả năng thấu thị và khả năng nhận thức về thế giới ở mức độ sâu hơn, trực quan hơn. Nói tóm lại, nó được coi là trụ sở của trực giác và cái nhìn sâu sắc về tâm linh. Vì vậy, nếu bạn muốn tiến bộ trong việc thực hành tâm linh của mình, điều quan trọng là phải tìm ra lý do tại sao con mắt thứ ba của bạn bị đóng lại. Dưới đây là 11 lý do khiến con mắt thứ ba của bạn bị tắc nghẽn, đóng lại. 1. Thiếu hiểu biết. Lý do đầu tiên khiến con mắt thứ ba của bạn có thể bị đóng chỉ đơn giản là bạn không hiểu nó là gì hoặc nó hoạt động như thế nào. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Xét cho cùng, nhiều người vẫn chưa khám phá ra cách thức hoạt động của các luân xa, chứ đừng nói đến con mắt thứ ba. Nhưng nếu không hiểu khái niệm này, có thể khó khai thác tiềm năng của nó. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách giáo dục bản thân và tìm hiểu về con mắt thứ ba và vai trò của nó trong tâm linh. 2. Suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Bạn đang cảm thấy căng thẳng, lo lắng, tức giận. Tất cả những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực này có thể chặn con mắt thứ ba của bạn. Tệ hơn nữa, bạn có thể đã chuyển sang những thói quen tiêu cực để trốn tránh thực tế, chẳng hạn như rượu, ma túy, chơi trò chơi điện tử hoặc xem tivi. Bởi vì những hoạt động này đưa ra một thực tế ảo tưởng. Khi bạn tỉnh táo, bạn sẽ cảm thấy tồi tệ như trước đây. Vấn đề về những cảm xúc tiêu cực và thực tế ảo tưởng là chúng ngăn cản bạn khai thác trực giác và cái nhìn sâu sắc về tâm linh của mình. Giải pháp là hãy thực hành chánh niệm và tự nói chuyện tích cực để giúp đầu óc minh mẫn và mở ra con mắt thứ ba. 3. Độc tố trong cơ thể. Các chất độc như rượu, ma túy và thực phẩm không lành mạnh có thể tác động tiêu cực đến con mắt thứ ba của bạn. Chúng có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu vào lúc này, nhưng cuối cùng chúng có thể che mờ tâm trí bạn và ngăn cản bạn tiếp cận trực giác cũng như sự thấu hiểu tâm linh của mình. Để mở con mắt thứ ba, hãy tập trung vào việc ăn một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh và giảm tiếp xúc với chất độc. 4. Sợ hãi. Hãy nhớ những gì tôi đã nói về những cảm xúc tiêu cực. Chà, sợ hãi là một thứ khác cần đề phòng. Nỗi sợ hãi là rào cản tuyệt đối đối với dòng năng lượng của bạn. Hãy nghĩ về những lần bạn đã ngăn cản bản thân thử làm điều gì đó vì bạn sợ hãi. Cho dù đó là bước vào một mối quan hệ mới hay thăng chức, nỗi sợ hãi có thể ngăn cản bạn và khiến bạn lùi bước. Đó cũng chính là thứ khiến con mắt thứ ba của bạn đóng lại. Nỗi sợ những điều chưa biết, sợ thay đổi và sợ những gì bạn có thể nhìn thấy có thể nhanh chóng biến thành một vòng xoáy của sự nghi ngờ bản thân và lo lắng. Bạn càng sợ hãi, con mắt bên trong của bạn càng nhắm lại và bạn càng không thể nhìn thấy bức tranh lớn. Điều này nhất định sẽ khiến bạn cảm thấy lo lắng hơn. Đó là một vòng luẩn quẩn mà bạn cần phải phá vỡ. Để vượt qua điều này, hãy tập đối mặt với nỗi sợ hãi và cho phép bản thân dễ bị tổn thương. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng niềm tin vào bản thân và vũ trụ, cho phép con mắt thứ ba của bạn mở ra. 5. Bệnh tật. Không có gì bí mật khi bệnh tật có thể ngăn cản chúng ta cảm thấy tốt nhất và phát huy hết tiềm năng của mình. Nhưng đó không chỉ là về những hạn chế mà chúng đặt lên cơ thể bạn. Các tình trạng thể chất như đau đầu,
mỏi mắt, các vấn đề về xoang, chế độ ăn uống và ngủ nghỉ kém cũng có thể ảnh hưởng đến con mắt thứ ba của bạn. Cũng xem xét bất kỳ yếu tố môi trường nào tiếp xúc lâu với ánh sáng xanh từ máy tính và thiết bị, ô nhiễm không khí, tiếng ồn xâm nhập. Những yếu tố này có thể làm hệ thống giác quan của bạn bị quá tải và ngừng khả năng lắng nghe trực giác cũng như suy nghĩ bên trong của bạn. Vì vậy, hãy tạm dừng và nhờ bác sĩ chuyên viên y tế kiểm tra bản thân. Thật tốt khi loại trừ bất kỳ điều kiện chính nào cần được giải quyết. Khi bạn đã loại trừ những điều này, có thể hữu ích khi tìm kiếm một số hướng dẫn từ một cố vấn tài năng. 6. Nhận thức hạn chế và tư duy khép kín. Một dấu hiệu cho thấy bạn đang nhắm mắt thứ ba là sự hoài nghi. Bạn thấy đấy, một trong những thành phần quan trọng nhất để mở luôn xa và có được luồng năng lượng tốt là tinh thần cởi mở. Khi bạn khá cứng nhắc và cố định theo cách của mình, bạn sẽ khó có thể cởi mở với những ý tưởng và trải nghiệm mới. Điều này sẽ khiến bạn gặp khó khăn gấp đôi trong việc khai thác trực giác và sự thấu hiểu tâm linh của mình. Vì vậy, làm thế nào để bạn vượt qua rào cản này? Đơn giản, đưa ra quyết định có ý thức để từ bỏ niềm tin giới hạn và sự hoài nghi của bạn. Thực hành mở rộng tâm trí của bạn và đón nhận những quan điểm mới bằng cách đọc sách và khám phá các hoạt động bên ngoài vùng thoải mái của bạn. 7. Mất cân bằng trong hệ thống luân xa. Như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu, hệ thống luân xa liên quan đến dòng năng lượng trong cơ thể. Tôi thích nghĩ về nó giống như một dòng sông chia thành 7 phần. Nếu một phần bị tắc, nó sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy của nước hoặc năng lượng đối với luân xa đến các phần khác. Sự mất cân bằng này sẽ ảnh hưởng đến dòng năng lượng đến các luân xa còn lại của bạn, bao gồm cả con mắt thứ ba. Bạn sẽ bắt đầu mất liên lạc với trực giác của mình và trở nên nghi ngờ bản thân. Làm thế nào để giải quyết điều này? Thực hành các kỹ thuật cân bằng luân xa như thiền và yoga để giúp điều chỉnh năng lượng và mở con mắt thứ ba của bạn. Tôi biết, nói thì dễ hơn làm. Rốt cuộc thì bạn có 7 luân xa để giữ cho phù hợp, và đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nó là cần thiết để giữ cho tâm trí và cơ thể của bạn khỏe mạnh. 8. Chấn thương trong quá khứ chưa được tháo gỡ. Bạn có một số nỗi đau kéo dài từ một kinh nghiệm đau thương trong quá khứ. Có một số vấn đề bạn vẫn chưa giải quyết. Những trải nghiệm đau thương này có thể tạo ra những kiểu suy nghĩ và hành vi tiêu cực, có thể làm gián đoạn dòng năng lượng trong hệ thống luân xa. Ví dụ, nếu bạn vẫn ôm mối hận ai đó làm tổn thương bạn và bạn vẫn chưa thể tha thứ cho họ, thì đó là năng lượng tiêu cực khiến bạn khó khai thác trực giác và sự thấu hiểu tâm linh của mình. Nhưng bạn không phải vật lộn với điều này mãi mãi. Để mở con mắt thứ ba, hãy tập trung vào việc giải quyết những tổn thương trong quá khứ thông qua trị liệu hoặc các hình thức chữa lành khác. 9. Suy nghĩ quá nhiều. Tôi có tội về điều này. Tôi đau đớn đến mức phải thừa nhận điều đó. Tôi 100% là một người suy nghĩ quá nhiều. Tôi không thể đếm được số lần tôi nằm trên giường vào ban đêm, tỉnh táo hoàn toàn, nghiền ngẫm mọi thứ trong bộ não nhỏ bé khó tính của mình. Tôi đã tạo ra hàng nghìn tình huống mà tôi có thể làm những điều khác biệt trong cuộc sống của mình. Tôi đã lặp đi lặp lại những sai lầm và đoán già đoán non về các quyết định của mình. Bạn có làm điều này quá? Nếu có, đây là tin xấu. Bạn cần thoát ra khỏi đầu và ngừng phân tích mọi thứ. Thói quen khó chịu này ngăn cản con mắt thứ ba của bạn mở ra. Bạn đang lãng phí năng lượng tốt vào việc phân tích tổng thể không có kết quả, sẽ chẳng đưa bạn đến đâu cả. Sự thật là, quá khứ đã qua và đã kết thúc. Chúng ta hoặc làm hòa với nó, hoặc mắc kẹt trong vòng quay bất tận của sự đổ lỗi và hối tiếc. Còn tương lai? Chà, nghe có vẻ đáng sợ, nhưng chẳng ích gì khi lo lắng về một điều gì đó, thậm chí còn chưa xảy ra. Phải không? Tin tôi đi, tôi biết nó khó thế nào. Nhưng tôi cũng biết rằng, một khi tôi buông bỏ những suy nghĩ tê liệt này, tôi sẽ cảm thấy tự do hơn rất nhiều. Tôi có thể ngủ nhanh hơn vào ban đêm và thức dậy với cảm giác được nghỉ ngơi. Làm thế nào mà tôi, một kẻ lo lắng thực sự và suy nghĩ quá nhiều, lại đi đến điểm đó? Tôi quyết định buông bỏ sự kiểm soát và cho phép bản thân tin tưởng vào bản năng và trực giác của mình một lần nữa. Chánh niệm là chìa khóa ở đây. Nếu bạn nhận thấy mình lại rơi vào vòng xoáy suy nghĩ quá mức điên rồ đó, hãy thử thách suy nghĩ của bạn và chuyển trọng tâm sang những thứ bạn có thể kiểm soát.
chẳng hạn như thái độ và nỗ lực của bạn. Một mẹo khác mà tôi thấy hữu ích là tạo ra một lịch trình suy nghĩ cho bản thân. Thay vì nghiền ngẫm mãi một điều gì đó, tôi chỉ dành cho mình 20 phút để suy ngẫm và suy nghĩ. Bạn chắc chắn có thể điều chỉnh điều này thành thứ phù hợp hơn với mình. Vấn đề là đặt ra cho mình một số ranh giới để bạn không bước vào lãnh thổ của những ý nghĩ phá hoại một lần nữa. 10. Thiếu thiền định. Ngoài việc loại bỏ những suy nghĩ quá mức, điều quan trọng là phải thay thế điều đó bằng một hoạt động giúp bạn giải tỏa sự lộn xộn trong đầu. Đó là thiền. Bạn thấy đấy, con mắt thứ ba của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu bạn không thể giải tỏa tâm trí và kết nối với nội tâm của mình. Với thực hành thiền định hàng ngày, ngay cả khi chỉ trong vài phút, bạn có thể khai thác trực giác của mình và đạt được những hiểu biết tâm linh hữu ích hơn. Hãy tưởng tượng, nếu bạn chuyển tất cả năng lượng mà bạn đã sử dụng để suy nghĩ quá nhiều vào thiền định, bạn sẽ tiến bộ rất nhiều trong việc thực hành tâm linh của mình. 11. Ngắt kết nối với thiên nhiên. Cuối cùng, đây là điều mà bạn có thể không ngờ tới. Lượng thời gian bạn dành cho thiên nhiên cũng có thể ảnh hưởng đến con mắt thứ ba của bạn. Ví dụ, nếu bạn sống trong một thành phố bận rộn hoặc bạn thực sự dành cả ngày trong nhà, thì có thể nói rằng bạn đang sống trong một môi trường nhân tạo. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy kiệt sức và mất kết nối mà bạn không hề nhận ra. Ngược lại, thiên nhiên có tác dụng ổn định và làm dịu tâm trí. Đổi lại, điều này có thể nâng cao trực giác và nhận thức tâm linh, những thứ có liên quan đến con mắt thứ ba. Đó là lý do tại sao nhiều người tìm thấy sở thích trong tự nhiên đặc biệt thư giãn. Đi bộ đường dài, làm vườn hoặc đơn giản là ngồi trong công viên hoặc vườn tược có thể làm nên điều kỳ diệu giúp bạn sảng khoái và thư giãn đầu óc, đủ để giúp mở con mắt thứ ba của bạn. Đóng con mắt thứ ba của bạn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc mở nó ra. Tất cả những gì bạn thực sự phải làm đó là ăn uống không lành mạnh, uống nhiều natri fluoride hoặc rượu và từ chối thiền định. Nó sẽ tự động đóng lại một lần nữa. Có điều lý do khiến con mắt thứ ba của bạn có thể bị đóng, nhưng với một chút nỗ lực và tập trung, bạn có thể mở nó ra và khai thác tiềm năng tâm linh của mình. Bằng cách giải quyết những trở ngại phổ biến này và thực hành các kỹ thuật như thiền định, chánh niệm và kết nối với thiên nhiên, bạn có thể bắt đầu tiếp cận trí tuệ, trực giác và hiểu biết sâu sắc về tâm linh nằm bên trong mình. Vì vậy, đi trước và cung cấp cho nó một thứ. Con mắt thứ ba của bạn đang chờ được mở khóa. Biết đâu bạn sẽ khám phá ra những thông tin chi tiết và sự hiểu biết tuyệt vời nào khi nó mở ra. Con mắt thứ ba trong đời thực. Tháng 1 năm 2004, tờ báo Pravda của Nga đưa tin một cô bé tên là Natasha sở hữu công năng nhìn xuyên thấu. Cô bé có thể nhìn xuyên qua các cơ quan bên trong cơ thể người, thấy được chỗ nào bị bệnh, cũng có thể chẩn đoán bệnh trong tế bào của bệnh nhân. Natasha nói với các phóng viên, mỗi một bộ phận bị bệnh sẽ phát ra một số xung lực, một loại sóng sinh học, còn bộ phận khỏe mạnh không thể làm được điều đó. Cuối cùng, qua các thử nghiệm tiếp theo, phán đoán của Natasha đã được hoàn toàn chứng thực. Điều này cho thấy con mắt thứ ba của loài người không chỉ có trong thần thoại, truyền thuyết mà con người hiện tại cũng có. Không chỉ con người, động vật cũng có con mắt thứ ba. Các nhà khảo cổ sinh vật học Hy Lạp nghiên cứu hộp sọ của tê tê khổng lồ đã phát hiện một lỗ nhỏ nằm ở giữa trên hai lỗ mắt của nó. Sau nhiều nghiên cứu, người ta xác nhận rằng lỗ nhỏ này là hốc mắt bị thoái hóa. Phát hiện này đã gây chấn động toàn thế giới sinh vật. Kể từ đó, các nhà sinh vật học từ các quốc gia khác nhau liên tiếp tham gia vào nghiên cứu. Nhiều nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng cá, động vật lưỡng cư, bò sát, các loài chim, động vật có vú đều có con mắt thứ ba. Ví dụ như loài thằn lằn, hiện cả ba chủng thằn lằn còn sống sót vẫn có con mắt thứ ba. Với khả năng nhìn xuyên thấu, nó có thể cảm nhận được các thảm họa tự nhiên sẽ xảy ra như phun trào núi lửa, động đất, sóng thần. Với sự phát triển của giải phẫu sinh học, khi giải phẫu cơ thể người, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trong đại não người với bộ phận không đối xứng của trán có một bộ phận có kết cấu giống như mắt. Nó có hình dạng giống quả tùng, vì vậy nó được gọi là thể tùng quả. Thể tùng quả này không phải tồn tại biệt lập. Trong thần thoại Ai Cập cổ đại, có con mắt Horus, còn được gọi là con mắt tri thức của Ai Cập cổ đại. Nó là một trong những biểu tượng của Ai Cập cổ đại và có thể thấy trên các bức bích họa của Ai Cập cổ đại khắp mọi nơi.
Nếu so sánh thể tùng quả với cơ chế của con mắt Horus, chúng ta có thể thấy kết cấu của con mắt Horus và tổ chức kết cấu xung quanh thể tùng quả trong não người là hoàn toàn giống hệt nhau. Nhà khảo cổ sinh vật học người Nga Alexander Belov tin rằng con người có con mắt thứ ba, nhưng chỉ có điều khi tuổi cao lên, giống như ruột thừa và răng khôn, bộ phận này dần bị thoái hóa. Trên nhiều bức tượng Phật hoặc hình vẽ của đạo gia, đều có thể nhìn thấy giữa lông mày của các vị Phật tổ, Bồ Tát hay thần tiên có một thứ nhỏ, tròn, giống như nốt ruồi, gọi là bạch hào. Tại sao các vị Phật, Bồ Tát lại có một chấm đỏ giữa hai lông mày? Theo kinh Phật, bạch hào là nhúm lông trắng ở giữa hai lông mày của Đức Phật, mềm mại như tơ tu la, trắng như tuyết, tinh khiết, thành tịnh, dài một trượng năm thước, xoay tròn về phía phải. Trong Phật giáo, bạch hào là nhúm lông trắng, xoay tròn về phía phải, hé mở ánh sáng. Nó tượng trưng cho một người đã ngộ đạo. Khi một người được giác ngộ, con mắt thứ ba sẽ mở ra. Đây là nơi đặt luân xa thứ sáu. Con mắt thứ ba nằm giữa lông mày, tương ứng với chỗ này, nằm sâu trong não, chính là nơi có thể tùng quả. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng thể tùng quả không chỉ là bộ phận có phản ứng với ánh sáng, mà vật chất tạo nên thể tùng quả là chất silicon tạo nên mắt. Silicon là thành phần chính của tinh thể, nhãn cầu mắt người, một bộ phận giống như kính, được gọi là thủy tinh thể. Có thể nói nhãn cầu được làm bằng thủy tinh. Thể tùng quả là cơ quan trung tâm của não. Nó rất nhạy cảm với ánh sáng, cũng được làm bằng silicon và có cấu tạo giống mắt. Thể tùng quả được các nhà khoa học coi là con mắt thứ ba đã bị thoái hóa của con người. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng thể tùng quả không chỉ rất nhạy cảm với sóng ánh sáng và từ trường, nó còn có thể cảm nhận được sóng siêu âm và sóng hạ âm. Vậy câu hỏi đặt ra, sự thoái hóa của mắt thứ ba là sự thoái hóa hay tiến hóa của con người? Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trong tổ chức kết cấu của thể tùng quả của con người trưởng thành chứa các hạt tinh thể như canxi, magie, phốt pho, sắt, được gọi là cát não, bị vôi hóa. Mọi người đều có con mắt thứ ba. Bí mật gì cất giữ trong con mắt đó? Những đứa trẻ sơ sinh không có thứ kỳ lạ gọi là cát não kia. Nó cũng cực kỳ hiếm ở trẻ dưới 15 tuổi. Nhưng sau khi trẻ đến tuổi 15, số lượng cát não bắt đầu tăng lên qua từng năm. Thể tùng quả của con người tương đối phát triển trong thời thơ ấu. Nhưng sau 7 tuổi, nó bắt đầu nhỏ dần và nó bị canxi hóa theo tuổi tác. Đó là sự thoái hóa. Canxi hóa là sự tích tụ của các tinh thể canxi phốt phát trong các bộ phận khác nhau của cơ thể. Có nghĩa là con người lớn lên, thể tùng quả dần dần bị lấp đầy bởi cát não. Thể tùng quả bị vôi hóa và thoái hóa dần. Thần thông bị biến mất. Tương truyền, vào thời cổ đại, con mắt thứ ba của con người đều được mở. Lúc đó thể tùng quả không nằm trong não mà ở giữa lông mày. Con mắt này là thiên nhãn, sở hữu các công năng nhìn bên trong, nhìn thấu, nhìn vi quan, nhìn xa. Vì vậy con người có thể nhìn thấy các cảnh ở các tầng khác nhau. Nói cách khác, thiên nhãn thần thông là công năng vốn có của con người, ai cũng đều có. Nhưng với sự luân hồi qua nhiều đời của con người, sinh mệnh bị mắc kẹt trong không gian thời gian ba chiều, mật độ thấp. Do sự phát triển của thế giới vật chất, năng lượng và khả năng bẩm sinh của con người không nâng cao tiến hóa mà lại thoái hóa. Năng lượng ngày càng thấp và khả năng ngày càng yếu. Chức năng của thiên nhãn cũng bắt đầu mất đi. Con mắt thứ ba dần dần di chuyển từ bên ngoài hộp sọ vào trong não. Đó là thể tùng quả bí mật, là thiên nhãn mà ai cũng từng có và đã trở thành thần thông mà rất ít người có được. Vậy nếu con người muốn khôi phục lại thần thông vốn có của chính mình, liệu có thể không?